Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Tàu Cộng bây giờ nó đang cho dân tình báo quân đội lọt vào nước Mỹ. Theo cái đoàn người đi biểu tình và đi vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Mà chúng tôi đã từng có những bản tin cách đây một năm rồi là Cộng sản Tàu, Cộng sản Đông Dương, Cộng sản Việt Nam đang gửi những cái tay chân bộ hạ xâm nhập Hoa Kỳ bằng cái đường lối ở Việt Nam bay từ Hà Nội qua bên Mexico, rồi từ Mexico bay về Tijuana, rồi đi bộ qua biên giới San Diego vào Hoa Kỳ. Tàu Cộng bay từ Thượng Hải đến Mexico và từ đó đi vào Tijuana. Những câu chuyện đó nhiều người nói rằng là họ không nghĩ vậy. Tàu không đến Việt Hoa Kỳ bằng đường lối Mexico, Cộng sản Việt Nam cũng thế. Thì hôm nay có bản tin rất hay. Số người Tàu Cộng vượt biên vào Hoa Kỳ đã đạt kỷ lục. Mà tại sao người ta liều mạng như thế? Kể từ tháng Giêng đến bây giờ, cái số người Tàu Cộng bị bắt ở biên giới lên đến 9.578 người. Trong khi 6 năm vừa rồi cộng lại, cái số người xâm nhập Mỹ của người Tàu mới có khoảng độ chưa đầy 150 người. Đây là một cái sự xâm nhập kinh khủng. Hàng chục ngàn người, tăng gấp hàng trăm lần so với những năm ngoái, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Đó là lời tường trình của báo Epoch Times. Ngoài việc trả tiền cho những kẻ đứng đầu tổ chức vượt biên và chiến đấu với bọn cướp, những người này đã phải trả từ 30.000 cho đến 55.000 đô la một người. Thế thì ký giả nói rằng với cái số tiền này, một là Cộng sản Tàu bỏ ra cho những cái tên lính ngố, cán ngố Tàu Cộng vượt biên vào Mỹ, hai là những cái tên cán ngố tham nhũng bóc lột dân lành mới có cái số tiền 50.000 đô la để mà đi qua bên Hoa Kỳ. Trong gần một tuần phỏng vấn tại 4 thành phố ở biên giới của Hoa Kỳ, Mexico, Texas, Arizona và California, trong 2 ngày vừa qua, cái số người Tàu đã bị bắt lên đến 500 người trong 2 ngày. Quý vị thấy nó kinh khủng không? Đa số những người này đều là thanh niên từ 20 cho đến 40 tuổi. Rất hiếm đàn bà Tàu đi vào Hoa Kỳ. 100 người đi vượt biên vào Hoa Kỳ, may là có 2-3 người đàn bà. Tức là cái đường lối của Đảng Cộng sản Tàu nó cho người xâm nhập vào Mỹ. Bởi vậy cho nên mới có cái tình trạng là Tàu Tập Cận Bình nó đưa ra những cái công an để mà kiểm soát người Tàu ở Hoa Kỳ, người Tàu ở Pháp, người Tàu ở Anh. Không có người nào trên tuổi trên 60, nhiều nhất là 50. Và trẻ con cũng hiếm, chỉ có vài trẻ con. Thường thường những người sanh sau năm 80 và 90. Trong số họ có những người đang chờ Mexico, đang chờ phi trường, đang chờ Tijuana. Và nhiều người họ còn biết nói cả tiếng Mexico. Và họ kể lại rằng là họ phải mất một tháng để đi hết con đường từ bên Tàu qua đến Hoa Kỳ. Và cái số tiền trung bình là 40.000 đô la một người, nhiều nhất là 60.000 và ít nhất là 32.000 đô la. Trong đó có một người công khai nói tên, tên là Triệu Trương Sinh, sinh năm 90, đến từ Bắc Kinh. Đó. Và người này trước kia đã từng là quân đội của Tàu Cộng. Để cho quý vị thấy rằng những người vượt biên vào Tàu bây giờ, Hoa Kỳ, Joe Biden nó đã hợp tác với Tập Cận Bình, ăn chia.
cho nên nó cho vào tự do. Đây mới là một số người của Tàu Cộng, chưa kể Cộng sản Việt Nam, chưa kể Cộng sản Lào, chưa kể Cộng sản Campuchia. Đó, bởi vậy cho nên cái số người họ nghĩ rằng cái ông người Tàu mà cho biết quý danh là ông Sinh này, ông nói khu chúng tôi ở Thượng Hải có trên 300 gia đình đã đóng tiền cho những cái người để mà đưa người qua Hoa Kỳ. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên, một mai sẽ có những cái cuộc biểu tình xảy ra của những người Tàu và phản đối Hoa Kỳ là những cái tên vượt biên bây giờ. Và trong này có nhiều người đã bị bắt rồi trở lại lần thứ ba, như là một người giấu tên, người này ở thành phố Nam Kinh và đã đến Mỹ 3 lần, cũng qua đường Mexico rồi bị bắt, trở về Mexico rồi vô lại, đây là lần thứ 3. Và lần này thì chưa bị bắt. Đây là qua lời tuyên bố của người bạn. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa để cho quý vị hiểu tại sao mà bây giờ nước Mỹ là cần những cái người vượt biên đi vào biên giới. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, Joe Biden thua Donald Trump đến 16 điểm. Mặc dù có những tờ báo lá cải, tờ báo của bọn con lừa, nó nói rằng Joe Biden hơn Donald Trump 7 điểm. Đấy là một sự láo khoét. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là bản tin vấn đề hòa bình ở Ukraine. Cho đến bây giờ, cuộc chiến Ukraine nhiều người muốn thay đổi. Trong đó có Pháp, Macron là người đã vận động nhiều nhất, điện thoại Putin đến hàng trăm lần, rồi lại đi gặp qua Tập Cẩm Bình để mà vận động. Kết quả không đến đâu. Họ có một đường lối. Putin đã ra lệnh cho Tập Cẩm Bình, nếu ai hỏi muốn hòa bình, chú mày cứ nói Ukraine phải cắt 4 phần đất cho Putin, Ukraine phải nhượng quần đảo Crimea cho Putin và rút quân ngay lập tức, không được đánh nhau nữa. Công nhận chủ quyền của Putin ở 5 vùng đất của tiểu nước Ukraine. Thế thì sự kiện này khi mà Tàu Ngố Tập Cẩm Bình nói cho Zelensky, ông trả lời một câu: chỉ có hòa bình là cái ngày quân Ukraine chiến thắng quân Nga, khi đó thế giới mới có nền hòa bình thực sự. Năm 2014, nước Mỹ Obama đã lờ cho Putin chiếm Crimea, chiếm Georgia, mà rồi quý vị có thấy hòa bình không? Đến năm 22 là chỉ có 8 năm sau, nó tung quân 200.000 quân để nó muốn chiếm cả nước Ukraine. Ông còn nói thêm, nếu bây giờ tôi nghe lời quý vị, tôi nhường đất Ukraine, vài năm sau nó sẽ đánh qua bên Ba Lan, rồi nó sẽ đánh qua bên ông Đông Âu, rồi nó chiếm hết cả thế giới. Đến giây phút đó quý vị có thì giờ để mà hòa bình không? Tổng thống Zelensky qua Tòa Thánh Vatican gặp Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng cũng khuyên hòa đàm. Ông mới trả lời với Đức Giáo Hoàng rằng ngày nào còn loại Satan Putin, ngày đó không có hòa bình. Chiến tranh có phải là Ukraine đem quân đánh nước Nga đâu. Chiến tranh là vì Putin xua 200.000 quân đánh Ukraine. Thế thì tại sao quý vị không bảo Putin kéo quân về, mà quý vị lại áp bức chúng tôi để phải nhường đất cho nó là sao? Quý vị có phải thật lòng là muốn hòa bình không? Hay là quý vị chỉ muốn theo Cộng sản để mà đàn áp chúng tôi? Tòa Thánh im, và đồng thời Tập Cận Bình không dám lên tiếng để qua hoa Ukraine nữa, mà giao cho đàn em đi về cho nó có lệ. Cho nên là cái cuộc chiến của Ukraine giờ này, Tổng thống Zelensky đang ở thế thượng phong. Trong cuộc buổi họp G7 vừa rồi, Joe Biden lại hứa thêm với Tổng thống Zelensky 375 triệu đô la tiền vũ khí. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Liên minh Âu Châu, hứa hàng tỷ đô la vấn đề nhân đạo
và vấn đề kinh tế. Cho nên, thưa quý vị, Ukraine là một quốc gia đánh giặc của nhà giàu. Từ tháng 2 năm 2022 đến bây giờ, tháng 4 2022 đến 24 tháng 2, Ukraine đã nhận được trên 100 tỷ đô la tiền kinh tế, tiền xã hội, tiền võ khí. Bây giờ, hàng trăm tỷ đô la khác đang được trao cho Ukraine qua hình thức tịch thu tài sản của Putin và đồng bọn Nga ở Hoa Kỳ cũng như ở Âu Châu. Ngân hàng Thế giới cho biết tài sản của Putin ở Âu Châu, từ nhà cửa đến du thuyền, đến phi cơ, đến tiền bạc, đến vàng bạc, trị giá trên 500 tỷ đô la. Tiền bạc của Nga và của bọn đồng bọn ở Hoa Kỳ trên 400 tỷ đô la. Thế thì cộng lại nó có hàng ngàn tỷ đô la trao cho Ukraine trong những tháng ngày sắp tới. Chính phủ Ukraine đưa ra cái chính sách tái thiết sau cuộc chiến. Chính phủ Ukraine cần 700 tỷ đô la để tái thiết đất nước như là trước cuộc chiến năm 2022. Thế thì bây giờ tịch thu hết tài sản của Putin, thừa sức để mà lo vấn đề tái thiết cho Ukraine. Cho nên đó là lý do mà Putin đang đau khổ và lên tiếng kiện thế giới ở cái chỗ đó. Bằng cách nào? Putin bị tòa án quốc tế ra lệnh bắt, thì bây giờ Putin cũng ra lệnh bắt những cái tên của tư bản. 500 tên tư bản Hoa Kỳ lọt vào danh sách của Putin, cấm họ đến nước Nga, nếu không họ sẽ bị bắt. Thì đấy là một cái trò hề của Cộng sản. Tháo cái không biết làm sao, chó cùng thì cắn rộng là như thế. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.